Xin chào các anh em, hôm nay tôi xin chia sẻ các anh em một cái chủ đề liên quan đến sức chịu tải của đất nền hay cũng chính là sức chịu tải của móng nông ấy. Trước khi đi vào buổi chia sẻ thì tôi xin được giới thiệu sơ qua về mình một chút. Tôi tên là Quang, kỹ sư điện chương trình điện thuật. Thì nếu các anh em muốn tìm đọc thêm về các cái tài liệu cũng như là các cái chủ đề liên quan đến cái lĩnh vực này thì các anh em có thể truy cập vào cái fanpage cá nhân cũng như là website hay là kênh YouTube của tôi để tìm đọc thêm. Thì tôi xin được tóm tắt về cái nội dung của buổi chia sẻ hôm nay của tôi sẽ bao gồm có bốn cái nội dung. Nội dung thứ nhất là giới thiệu về về cái một số các cái báo cáo khảo sát địa chương trình kỹ thuật ở Việt Nam của chúng ta cũng như là trên thế giới, để các anh em có thể biết được là việc tính sức chịu tải ở trong cái từng báo cáo khảo sát này nó như thế nào. Rồi nội dung thứ hai là các giai đoạn biến dạng của đất nền. Nội dung thứ ba là lý thuyết tính sức chịu tải của đất nền. Nội dung tư là tôi sẽ đưa ra một số ví dụ tính toán trên file Excel. Thì ở đây tôi sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ về một cái báo cáo khảo sát địa chương trình ở Việt Nam chúng ta. Thì thông thường ở trong thông thường nhé, chứ không phải là tất cả các bạn nhé. Thì trong một cái báo cáo khảo sát của Việt Nam chúng ta thì thường sẽ đưa ra cái sức chịu tải quy ước, nó ký hiệu là R0, hay chính là gì, là cái RTC đấy. Đó thì như thế này. Và cái công thức tính thì các anh em có thể tìm đọc ở trong các cái tiêu chuẩn, ví dụ như tiêu chuẩn 4578 hay là tiêu chuẩn TCVN 9362/2012, nó sẽ đề cập đến công thức này để RTC bằng như thế này, đúng không? Đấy, thế còn thì đối với một báo cáo khảo sát theo trường phái phương Tây nhé, thì họ sẽ đưa ra một cái công thức tính sức chịu tải khác. Đây, công thức tính như thế này. Cái này nó hơi mờ, các bạn có thể lát nữa tôi sẽ trình bày ở trên slide, các bạn không không phải lo. Đó thì họ sẽ tính ra và họ sẽ đưa ra một cái bảng sức chịu tải như thế này, ứng với từng gì độ sâu đặt móng khác nhau, rồi gì chiều rộng móng khác nhau, rồi ứng với từng cái gì tỷ tỷ số giữa chiều dài chia cho chiều rộng móng khác nhau, người ta sẽ tính ra được cái giá trị gì sức chịu tải tương ứng như thế này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ sang cái nội dung thứ hai là các giai đoạn biến dạng của đất nền. Thì từ cái đồ thị mối quan hệ giữa gì tải trọng và biến dạng, tức là tải trọng công trình và độ lún ấy, thì các anh em có thể thấy là đất nền của chúng ta sẽ trải qua một trong ba giai đoạn như thế này nhé, chứ không phải là tất cả nhé. Tuy nhiên là gì, khi tính toán thì từng từng trường phái tính toán khác nhau thì người ta sẽ gì sẽ giả thiết cái lý thuyết tính toán ứng với lại các cái giai đoạn như thế này. Thì giai đoạn một ấy là khi mà gì tải trọng ngoài P này, nó gì nhỏ hơn cái tải trọng giới hạn P giới hạn 1, thì cái đường quan hệ giữa P và S được coi là một đường thẳng, và giai đoạn biến dạng này là giai đoạn biến dạng lần hồi, hay chính là giai đoạn biến dạng tuyến tính. Giai đoạn này ấy, thì được gọi là giai đoạn nén chặt đất, lén nén lún theo chiều thẳng đứng. Và người ta cho rằng ở giai đoạn này thì dưới tác dụng của tải trọng ngoài, các hạt đất dưới móng bị ép xê dịch lại gần nhau và chèn ép các lỗ rỗng, và thì thể tích lỗ rỗng sẽ bị giảm đi. Tuy nhiên là đất thì chưa bị phá hoại. Đúng không? Giai đoạn 2, khi tải trọng ngoài tác dụng tải trọng P đấy,
có giá trị nằm trong khoảng là gì, lớn hơn P giá dạng 1 và nhỏ hơn P giá dạng 2, thì cái đường mối quan hệ giữa P và S lúc này chuyển sang dạng đường cong và đáy móng bắt đầu xuất hiện khu vực biến dạng dẻo. Trong đó hình thành mặt trượt và đất bắt đầu bị phá hoại. Và người ta gọi giai đoạn này là giai đoạn biến dạng dẻo. Người ta cho rằng ở giai đoạn này có một bộ phận đất nền bị phá hoại, các hạt đất ở đó bị trượt lên nhau, biến dạng tăng lên mà không hồi phục lại được. Đất ở hai mép móng bị phá hoại như hình bên. Đây, thì theo các tác giả khác nhau thì người ta cũng giả sử là gì? Là cái vùng hình thành phá hoại này cũng sẽ khác nhau. Ví dụ theo Maclow thì cái biên phá hoại nó sẽ gì? Không được vượt qua cái đường thẳng đứng mà nối giữa mép móng này này. Đấy, không được vượt qua cái đường thẳng thẳng đứng từ mép móng trở xuống đến cái độ sâu Zmax này này. Thế còn theo gì? Lampolsky ấy, thì ông lại cho phép gì? Cái vùng phá hoại nó sẽ ăn sâu vào gì? Và xích lại tiếp tiếp xúc với nhau. Đấy. Ở trong cái chiều sâu Zmax, tức là cái chiều sâu ảnh hưởng này. Giai đoạn 3, khi mà tải trọng ngoài tác dụng vượt quá giá trị tải trọng giới hạn 2 thì độ lún của móng đột ngột tăng nhanh. Lõi đất đi xuống đẩy đất ra xung quanh và lên phía trên. Và người ta gọi giai đoạn này là giai đoạn mất ổn định, hay còn gọi là giai đoạn phá hoại hoàn toàn. Móng bị nghiêng đục và công trình bị phá hoại. Sang nội dung thứ ba là lý thuyết tính sức chịu tải của đất nền ấy. Thì trên thế giới thì hiện có một số cái quan điểm, tức là lý thuyết tính khác nhau. Tuy nhiên ở đây tôi tổng hợp là hai cái lý thuyết tính toán chính, đó là lý thuyết dựa vào lý luận là nền biến dạng tuyến tính kết hợp với điều kiện cân bằng giới hạn, và lý thuyết tính thứ hai là dựa vào cái điều kiện cân bằng giới hạn. Thì tôi sẽ đi vào cái lý thuyết số 1 là dựa vào gì? Lý luận nền biến dạng tuyến tính kết hợp với điều kiện cân bằng giới hạn, tức là dựa vào cái sự phát triển của vùng biến dạng dẻo, coi đất là nửa không gian biến dạng tuyến tính. Thì như ở trên đã nói thì sự biến dạng của đất nền chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn nén chặt, giai đoạn biến dạng trượt và giai đoạn phá hoại hoàn toàn. Thì trong giai đoạn trượt thì mối liên hệ giữa biến dạng và tải trọng không còn là tuyến tính nữa. Đó. Do đó là cái phương pháp tính toán này chỉ đúng khi mà gì, đất còn nằm trong cái giai đoạn thứ nhất, tức là đất nằm trong cái giai đoạn gì, biến dạng đàn hồi đấy, biến dạng tuyến tính, thì cái gì phương pháp này mới mới là được đánh giá là gì, phương pháp tính là đúng, đúng không ạ? Thì để mà gì tính theo cái phương pháp này, tức là đưa ra được cái phương trình hay là công thức tính sức chịu tải, thì các tác giả sẽ gì phải phải xác định được cái ranh giới vùng biến dạng dẻo và gì xác định được tải trọng giới hạn, đúng không ạ? Trước tiên là xác định ranh giới vùng biến dạng dẻo như thế nào. Bây giờ xét một điểm bất kỳ nằm dưới đáy móng, đúng không? Ví dụ điểm M đây, đúng không? Từ cái hình một này, từ hình một này, giả sử xét tại một điểm M ở trong nền đất, thì ứng suất cắt vượt quá sức chống cắt của đất, thì đất tại điểm đó sẽ bị trượt và mất sức bền, nghĩa là điểm đó đã rơi vào trạng thái biến dạng dẻo, đúng không ạ? Tức là gì? Tức là dưới tác dụng của tải trọng ngoài, hay chính là tải trọng công trình, tải trọng gió, động đất, vân vân đấy, thì gì? Sinh ra cái ứng suất cắt, và cái ứng suất cắt đó mà vượt qua được sức chống cắt của gì? Của đất nền, thì là điểm đó sẽ bị gì? Bị trượt, mất đi sức bền, đúng không ạ? Nếu có nhiều điểm nằm trong cái trạng thái biến dạng dẻo, tức là có nhiều điểm mờ ấy, đúng không? Nằm trong cái trạng thái biến dạng dẻo thì sẽ hình thành một gì? Một vùng biến dạng dẻo. Và vùng biến dạng dẻo thường xuất hiện đầu tiên là ở dưới mép của đáy móng, này, mép của đáy móng. Sau đó thì gì? Phát triển rộng ra và xuống sâu theo cái chiều sâu. Khi mà gì cái tải trọng bên ngoài nó gì nó tăng dần. Đó. Chiều sâu lớn nhất của vùng biến dạng dẻo được xác định theo công thức thì tùy tùy thuộc từng tác giả. Đó, thì là gì các ông cũng đưa ra cái Zmax khác nhau, đúng không ạ? Cũng như là từ đó sẽ tính ra được cái gì, cái tải trọng Pmax sẽ khác nhau. Đó. Thì ví dụ như là gì, ông
Pozyrevsky năm 1929 là người đầu tiên tính tải trọng PA tại Z mắc bằng 0. Tức là gì? Vùng biến dạng dẻo chỉ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở hai mép của đáy móng, đúng không ạ? Thì ông đưa ra được cái giá trị PA như thế này. Trong đó các cái ký hiệu gamma rồi phi rồi C này thì nó chính là gì? Là rung trọng rồi là gì? Góc ma sát và lực dính. Đó. Tải trọng tính theo công thức trên là tải trọng rất an toàn vì vùng biến dạng dẻo vừa mới bắt đầu phát sinh và do đó nền đất hoàn toàn có khả năng ma tải. Thực tế thì cho thấy rằng nếu tải trọng giới hạn ban đầu P giới hạn 1 ứng với PA thì quá thiên về an toàn, cho nên một số tác giả đã đề nghị nới thêm cái phạm vi phát triển vùng biến dạng dẻo. Đó. Thì đây này, qua cái hình hình này, hình hai này thì các bạn có thể thấy là gì? Cái thời đó là tùy từng tác giả khác nhau thì các ông cũng đưa ra gì các cái lý thuyết, tức là các phạm vi vùng biến dạng dẻo này cũng sẽ khác nhau, đúng không? Ví dụ hình A này theo ông Brodsky đó, tiền thân đấy, thì coi như là gì, cái Z max nó chỉ bằng không, nó bắt đầu ngay từ mép móng này thôi, nhưng đến ông Maclob này thì ông lại cho là cái Red max này là một cái giá trị là giới hạn là B trên 4 này. Đâu. Đấy, thì sau đó là đến đến thời của ông gì? Ông Jaroposky thì ông cũng lại giả thuyết và cái vùng biến dạng dẻo này nó sẽ ảnh hưởng sâu hơn cũng như là rộng hơn. Đây. Từ lời giải tìm ra Z max thì có thể thấy rằng khi các vùng biến dạng dẻo dần dần phát triển thì điểm đáy của vùng biến dạng dẻo đó tương ứng với Z max chạy trên một vòng tròn quỹ tích đi qua hai mép móng, mép của đáy móng với một góc nhìn là 2 beta bằng pi trên 2 trừ phi. Đó. Thế còn theo theo Maslow thì đề nghị lấy Z max bằng gì? Bằng b nhân với tan phi, và quy định này có nghĩa là không cho phép vùng biến dạng dẻo lan vào cái phạm vi bao gồm giữa hai đường thẳng đứng đi qua mép của đáy móng như hình hai này. Này. Không cho phép lan vào bên trong này, đúng không? Mà chỉ giới hạn bởi cái gì? Cái đường thẳng đi qua hai mép của đáy móng đến cái chiều sâu Z max này thôi. Này. Và lúc đó tải trọng PZ max sẽ là như thế này. Đúng không? Đấy là theo Maslow. Thế còn theo ông Jaroposky thì ông ấy lại đề nghị cho vùng biến dạng dẻo phát triển tới độ sâu Z max bằng B trên 2 nhân cô tan của pi trên 4 trừ đi phi trên 2. Và ông ấy cho phép gì cái vùng biến dạng dẻo nó phát triển sâu hơn cũng như là rộng hơn, đúng không ạ? À, rộng hơn là sâu hơn rộng vào đi ăn sâu vào phía trong và tiếp xúc nhau. Đấy. Thì từ đó ông cũng xác định được cái PZ max bằng như này. Thì qua thì theo như là Jaroposky thì vùng biến dạng dẻo đã nối liền với nhau, vì vậy tải trọng xác định theo công thức của ông tương ứng với trạng thái của nền bắt đầu mất ổn định và người ta có thể coi đó là tải trọng giới hạn P giới hạn là 2. Đó. Tức là tải trọng giới hạn của nền. Còn tải trọng theo ông Maslow ấy thì có thể coi đó là tải trọng cho phép. Tức là gì? Tức là theo cụ Jaroposky ấy, thì cái cách tính sức chịu tải của cụ ấy, là nó đã tương ứng đến gì? Cái P giới hạn rồi. Đó. Thế còn theo cụ Maslow ấy thì gì? Cái P của cụ Maslow ấy thì nó chính là P P allowable, tức là P cho phép. Còn của cụ Jaroposky ấy, thì là gì? Thì cái PZ max của cụ chính là gì? Cái P giới hạn 2, tức là cái P ultimate, là P cái sức giải giới hạn ấy. Đúng không? Sang đến một cái nội dung nhỏ thứ ba, đó là gì? Cái xác định cái tải trọng giới hạn theo tiêu chuẩn Việt Nam, hay là chính là sức chịu tải giới hạn của đất này theo tiêu chuẩn Việt Nam ấy,
thì theo tiêu chuẩn Việt Nam khởi nguồn là TC TCXD 4578 và một số tiêu chuẩn mới ngày nay, ví dụ như là tiêu chuẩn 9362/2012, thì áp lực tác dụng trung bình, áp lực trung bình tác dụng lên nền ở dưới đáy móng do các tải trọng bên ngoài gây ra không được phép vượt quá cái áp lực tính toán RTC tác dụng lên nền tính theo cái công thức này. Trong đó giá trị M1, M2 rồi KTC, AB vân vân này thì các bạn tìm đọc ở trong tiêu chuẩn hoặc là trong cái slide này tôi cũng đã liệt kê đây rồi. Đấy, thì giá trị M1, M2 sẽ tra bảng đây ứng với từng cái gì loại đất khác nhau thì sẽ cho cái gì hệ số nền hệ số M1, M2 khác nhau đây này. Rồi AB là các giá trị, ABD là các giá trị mà gì tính phụ thuộc vào gì góc ma sát trong. ABD. Rồi các cái ký hiệu HTD là cái gì? Đây các bạn đọc thêm ở đây nhé. Tôi xin phép được lướt qua để tiết kiệm thời gian. Đó. Thì xin lưu ý các bạn một điều là như thế này, cái giá trị gamma TC và CTC là góc ma sát trong tiêu chuẩn và cái lực dịch tính toán ấy, thì cái này nhé lưu ý là được xác định bằng phương pháp xử lý thống kê. Cái phương pháp xử lý thống kê này ấy, thì các bạn cũng tìm đọc thêm tài liệu xử lý thống kê như thế nào ở trên các cái tiêu chuẩn hoặc là lên Google search xử lý thống kê các quả thí nghiệm trong phòng sẽ ra. Tôi cũng đã có một cái clip để chia sẻ về cái phương pháp xử lý thống kê theo tiêu chuẩn Việt Nam để các bạn có thể theo dõi cũng như là xem ở trên cái kênh YouTube của tôi. Và khi tính toán biến dạng tuyến tính của nền, tức là gì? Lún lần hồi. Khi mà tính toán biến dạng tuyến tính nhé, tức là khi mà tính toán cái lún lần hồi ấy, thì áp lực trung bình tác dụng lên nền ở dưới đáy móng do tải ngoài tác dụng là không được phép vượt qua cái áp lực tính toán RTC này nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý rồi như vậy. Có nghĩa là gì? Là RTC chỉ đúng khi nền đất còn làm việc trong phạm vi đàn hồi, tức là giai đoạn 1. Còn khi nền chuyển sang giai đoạn 2 biến dạng dẻo thì công thức này sẽ không còn đúng nữa. Đó, các bạn lưu ý là như vậy. Chuyển sang cái lý thuyết tính toán thứ hai là phương pháp tính toán dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn. Thì từ đồ thị mối quan hệ ở đây này, bên hình vẽ này này, các bạn có thể thấy là gì, nó sẽ cũng như là ở bên trên là đất cũng sẽ trải qua các cái giai đoạn như thế này, cũng giai đoạn 1, giai đoạn 1 đây này, giai đoạn 2 này, giai đoạn 3 đúng không ạ. Thì khi tính toán sức chịu tải của nền đất dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn là nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định của đất nền, việc tính toán này trước hết dùng lý thuyết cân bằng giới hạn để xác định tải trọng giới hạn Qu này này, tức là tiếng Anh là Ultimate Bearing Capacity Qu, gây phá hoại nền hoàn toàn rồi sau đó chia cho một cái hệ số an toàn Fs nào đó, ta sẽ nhận được sức chịu tải cho phép, tiếng Anh là Allowable Bearing Capacity này, QA này, này. Đấy. Allowable. Thì theo phương pháp này, đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính toán cái Qu này, tức là tính toán cái sức chịu tải mà làm cho đất thì bị phá hoại hoàn toàn ấy, đúng không? Sau đó chúng ta chia cho một cái hệ số an toàn để có được cái sức chịu tải nằm trong cái gì cái phạm vi này, đúng không ạ? Giờ thì sẽ có được cái gì cái QA ở đây. Thì cái giá trị cái hệ số an toàn này lấy như thế nào? Thì đây đối với cái hệ số an toàn FS ấy, thì theo khuyến nghị khi mà kiểm tra nền theo cái điều kiện sức chịu tải không ấy, tức là không kể lún ấy, thì thử cái hệ số FS này nên lấy hơn hoặc bằng 3. Theo lab phát tức là theo tiêu chuẩn Mỹ này, các bạn lên mạng các bạn search cái này lab phát DM702 này, các bạn sẽ download được cái tài liệu, các bạn sẽ tìm đọc thêm. Ở đây tôi cũng đã cắt vào đây và giải thích dịch ở đây là khi mà FS bằng 3 tức là gì,
cho trường hợp mà cái tải trọng ngoài tác dụng lên máu ấy, tức là cái tổ hợp tải nó bao gồm có gì, tĩnh tải cộng với lại cái hoạt tải lớn nhất. Thế cái FS bằng 2 là cho trường hợp gì, tải tác dụng lên máu bao gồm có tĩnh tải và gì cộng với một phần của hoạt tải tạm thời, đúng không ạ? Thì trong đó tĩnh tải và hoạt tải là cái gì thì các bạn có thể tìm đọc đây. Ví dụ như là tĩnh tải thì bao gồm có tải trọng bản thân của gì kết cấu, đúng không, và gì và tất cả các cái vật liệu gì vật liệu ở bên trong ấy, bên trong cái công trình ấy, mà được coi là vĩnh cửu. Ví dụ như ở đây tôi nói ví dụ như là gì, cái tĩnh tải ở đây bao gồm có tải gì, tải bản thân của tòa nhà chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không? Thế và gì các cái vật dụng đồ đạc mà ở luôn luôn là phải ở trong cái tòa nhà, ví dụ như là một cái tòa nhà mà nó bao gồm cái điều hòa trung tâm chẳng hạn, bên trên nó đặt các cái cục dàn nóng dàn lạnh, thì nó phải luôn luôn ở trên cái tòa nhà, nó không không thể nào mà không có được ấy. Thì các bạn phải phải bao gồm cả những cái tải trọng của cái dàn nóng dàn dàn lạnh đấy vào nữa, đúng không ạ, để tính rồi vân vân, đúng không ạ? Hoặc là nhà máy chẳng hạn, khi mà xây dựng nó bao gồm các cái máy gì đấy, đúng không, mà không thể không có để cho mà nhà máy nó hoạt động, thì các bạn phải bao gồm vào. Và cái hoạt tải thì là những cái tải tác dụng gì, đây tại những cái mà tác dụng không 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 thường xuyên ấy, thì được gọi là gì, là hoạt tải. Ví dụ tải trọng gió hay là tải trọng động đất, đúng không, hoặc là tải trọng thi công của công trình, vân vân. Đấy, các hiểu, các bạn hiểu như vậy. Thì ở đây nó cũng, ở đây tôi cũng đề cập đến gì, ví dụ như là gì, đối với trường hợp tính toán theo cái gì trạng thái giới hạn về điều kiện sử dụng thì các bạn lấy hệ số an toàn là gì bằng 3, đúng không? Nhưng mà khi các bạn tính toán theo trạng thái giới hạn tới hạn ấy, thì các bạn lấy hệ số an toàn bằng 2 theo cái gì, LAFD, thì các bạn cũng lấy gì theo hệ số an toàn vào bằng 2, đúng không? Theo điều kiện ngắn hạn. Và thường thì là gì, với khi mà các bạn gì tính sức chịu tải theo cái điều kiện dài hạn thì gì FS sẽ lấy bằng 2 đến 3, đúng không? Còn cho trường hợp ngắn hạn ấy, thì các bạn chỉ cần việc nhân gì cái QA mà tính theo gì, theo long term này, sẽ theo điều kiện dài hạn này, các bạn tăng thêm từ 33 cho đến 50% nữa thì các bạn sẽ ra cái điều kiện gì ngắn hạn, đúng không ạ? Đấy. Thế còn với lún ấy, thì nó chính là điều kiện dài hạn, cho nên ở đây là chúng ta không kể đến hệ số an toàn nữa, đúng không ạ? Cái này cũng chỉ là giải thích về các cái tải thôi, không có gì cả. Bây giờ tôi sẽ đi 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 sâu một tí, tuy nhiên là nó cũng cũng chỉ mang tính chất gọi là lướt qua khái quát thôi. Còn thực tế ra để mà trình bày một cái cách tính toán sức chịu tải theo cái theo theo cái lý thuyết thứ hai này thì có lẽ phải có một cái buổi chia sẻ khác nữa, buổi chia sẻ thứ hai thứ ba thì các anh em có thể hiểu hết được. Còn đây tôi chỉ nói sơ qua là cái lý thuyết về cân bằng tới hạn này là sẽ bao gồm có ba cái dạng phá hoại chính đối với đất nền. Thứ nhất là giai đoạn, tức là thứ nhất là cái trường hợp phá hoại là phá hoại thông thường, phá hoại cắt thông thường, gọi là general shear failure. Thì cái dạng phá hoại này của đất ấy, thì nó thường xảy ra đối với lại đất mà không có tức là không không có tính chịu nén, tức là loại đất tốt ấy, nói nôm na nó là loại đất tốt. Đấy, nó thường xảy ra đối với lại gì cát trạch. Đấy, thì cái sơ đồ tải trọng lún nó như thế này và cái hình đặc trưng của cái phá hoại nó như thế này, hình A này. Thế còn cái kiểu phá hoại thứ hai là kiểu phá hoại cắt cục bộ,
tiếng Anh là local shear failure. Thì cái kiểu phá hoại này thường xảy ra đối với cái loại đất mà nó ở vị trí trung gian, tức là có kết cấu và trạng thái nó cũng không phải là yếu và cũng không phải là tốt lắm. Đấy. Nó gồm mức độ là medium compaction. Thế còn cái kiểu phá hoại thứ ba là kiểu phá hoại cắt chọc thủng. Thì cái kiểu phá hoại này thì thường xảy ra đối với loại đất mà có kết cấu rời rạc hoặc là trạng thái yếu, ví dụ như là gì loose sand hoặc là gì soft clay. Đấy. Thì đây là cái minh họa về cái dạng phá hoại của Phan Trinh Xia. Thì xin được nói về cái sự phát triển của lý thuyết cân bằng giới hạn này một chút. Thì cái người đầu tiên mà ứng dụng cái phương pháp cân bằng giới hạn này chính là cụ Pran. Cụ thực hiện cái lý thuyết này vào việc gì chọc thủng các khối kim loại dày. Thì sau đó là cụ Terzaghi bắt đầu ứng dụng cái phương pháp này vào gì cái cơ học đất nền móng đó. Rồi sau đó là Vuursich và Meyerhoff vân vân là những người về sau này các cụ lại cải tiến cái lý thuyết ban đầu của cụ Terzaghi và thêm các yếu tố khác vào để phân tích cho đầy đủ hơn. Thì ban đầu ấy cụ Terzaghi giả thuyết để mà tính được cái sức chịu tải của đất nền nó bao gồm các giả thuyết như thế này, là cụ giả thuyết là chiều sâu của móng phải nhỏ hơn hoặc bằng chiều rộng của móng, rồi không xảy ra trượt giữa đất nền giữa nền và đất, tức là bề mặt móng nhám, rồi đất ở bên dưới móng là mô hình mô cu lông bán vô hạn đồng nhất, rồi mô hình phá hoại cắt tổng thể, tức là mô hình phá hoại general shear failure là cơ chế chủ đạo nhưng không phải là cơ chế duy nhất các bạn nhé, và cụ bỏ qua cường độ sức kháng cắt ở phía trên của đáy móng, rồi cụ bỏ qua lực dính giữa móng và đất nền và bỏ qua lực ma sát giữa móng và đất nền. Đấy. Thì đây này, từ cái hình vẽ này này các bạn có thể thấy là gì, đối với mô hình sơ khai của Terzaghi là cụ gì cụ cụ L đi Nicklex Shear, tức là cái cường độ sức kháng cắt của gì của đất ở phía trên của đáy móng này là cụ bỏ qua đây này, phía bên trái này là theo Terzaghi và Hansen đầu tiên đấy, thì các cụ thì không kể đến gì cường độ sức kháng cắt ở phía trên của đáy móng này, các bạn có thể nhìn thấy cái nêm CEDA này, đó, bên tay trái, còn bên tay phải này là cái nêm mà của cụ Meyerhoff về sau này cụ kể thêm cả gì cường độ sức kháng cắt của đất ở phía trên đáy móng nữa đúng không ạ. Đấy. Đấy là lý thuyết tính toán của các cụ và từ đó thì các cụ sẽ đưa ra gì các phương trình tính toán khác nhau đúng không ạ. Thì đây là cái phương trình tính toán ban đầu của Terzaghi năm 1943. QU thì bằng gì NC CNCSC cộng QNQ cộng 0,5 gamma B N gamma S gamma đúng không? Trong đó các cái giá các cái thông số thì NQ A rồi NC N gamma nó bằng như thế nào. Đấy, theo Meyerhoff thì bên này vân vân. Đó thì thực tế hôm nay thì tôi sẽ không có nhiều thời gian để mà trình bày từng cái thông số này một. Đó, cho nên là tôi xin phép là sẽ chuyển sang cái buổi chia sẻ tiếp theo. Ở đây tôi chỉ xin giải thích cho các anh em là cái QU này nhé là chính là cái Q ultimate bearing capacity, hay là theo cái đồ thị ở trên ấy, nó chính là cái P giới hạn 2 đấy các bạn ạ. P giới hạn 2. Đó. Thì cái QU này nó chính là bằng cái này cộng cái này cộng cái này, nó gồm có 3 thành phần. Trong đó thành phần CNC nó chính là thành phần lực dính, cái thành phần QNQ nó chính là thành phần gì thành phần tải trọng ngoài tác dụng đó QNQ này, và cái thành phần 0,5 gamma BN với kép này, BN gamma này nó chính là cái thành phần của đất ở bên dưới của đáy móng đó. Đấy thì
Đây là các cái phương trình cũng về sau của cụ Hansen rồi Wojcik đó. Thì các cụ về cơ bản là cũng chỉ dựa trên cái phương trình ban đầu của Terzaghi, và sau đó các cụ có kể thêm các cái ảnh hưởng của chiều sâu đặt móng rồi tức là lực tác dụng theo phương nghiêng, đúng không ạ? Vân vân. Thì các cụ sẽ đưa ra được các cái phương trình khác nhau. Thì ở đây tôi cũng xin được giới thiệu trước một chút là gì? Là ứng với lại từng tác giả khác nhau thì cũng đã có các cái cách, tức là các cái phương trình tính sự giải khác nhau rồi. Tuy nhiên là gì? Ứng với lại từng gì cái điều kiện đất nền khác nhau thì gì? Cái việc tính toán các phương trình cũng các cái phương trình tính sự giải cũng sẽ khác nhau. Đấy, ví dụ ở đây tôi mở cho các bạn nè, xem cái cuốn trong cái cuốn của cụ Das. Đây này, Brazadas này, để thấy là gì, đâu nhỉ, đây là phương trình tổng quát đúng không? Quá mất rồi. Chương số 5. Đây. Ứng với lại từng điều kiện đất đá khác nhau thì chúng ta cũng sẽ gì có các cái phương trình tính sự chịu tải khác nhau. Ví dụ đây là đất gì, đất nằm trên xin lỗi, móng nằm trên gì nền đất sét yếu đúng không, thì sẽ tính bằng phương trình khác đúng không. Rồi đây đất nằm trên gì, nền đất mà có cả gì cả C và phi thì sẽ gì tính bằng cái phương trình gì, trên phương trình khác đúng không. Còn ví dụ đất gì, tức là móng nằm trên nền đất gì nhiều nhiều lớp đất sét đúng không, thì sẽ tính bằng gì, bằng một cái phương trình khác đúng không. Đó. Đây, thế còn móng mà đặt trên gì nền sét bão hòa thì cũng được tính bằng một phương trình khác đúng không ạ. Rồi gì đất nằm trên nền móng nằm trên gì nền đất dời sẽ tính vào phương trình khác đúng không, vân vân đúng không ạ. Thì nó nằm ở chương 5. Các bạn có thể download cái cuốn của cụ Brazamas này về để đọc thêm. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái nội dung thứ tư. Các bạn muốn hiểu hiểu về các cái thông số này nhé, và tính toán như nào thì các bạn phải tìm đọc thêm, bởi vì hôm nay là cái mục đích chính của cái buổi trẻ chia sẻ của tôi ngày hôm nay là để cho các anh em có thể thấy được là trong cái báo cáo khảo sát địa chương trình địa kỹ thuật ấy của Việt Nam mình và của phương Tây, nó tính cái sự tải của đất nền này nó khác nhau như thế nào. Thế còn thì cách tính nó như thế nào và cụ thể như thế nào thì lại phải có một buổi chia sẻ riêng nữa, bởi vì là không thể nào có nhiều thời gian để mà chia sẻ trong một buổi mà nói hết được, bởi vì là nếu nếu chia sẻ dài quá thì nó sẽ loãng thông tin và dẫn đến là các cái người xem người ta cũng sẽ bị nhàm chán. Bây giờ tôi xin được mở một cái file tính.
đấy, theo cái RTC này lên để các bạn thấy được là ở Việt Nam mình ấy, đối với lại các cái kỹ sư mà kỹ sư kết cấu khi mà gì nhận để mà thiết kế một cái nhà dân hoặc là một cái nhà với một công trình nhỏ đại loại như vậy, thì anh em thường là gì, thường sẽ tính theo cái RTC này này. Đây. Đây là cái file mà hoàn chỉnh các anh em bên kết cấu người ta đã gì tổng hợp các cái tải trọng bên ngoài theo 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 phần mềm SAP hay là ETAP đấy, rồi họ đưa ra được gì cái tải trọng nguy hiểm nhất tác dụng theo phương X, phương Y, phương Z, rồi là moment theo phương X, phương Y đó, rồi là họ chọn luôn là mác bê tông rồi thép, cường độ bê tông, cường độ thép bằng bao nhiêu, người ta tính toán ra đúng không? Rồi tính toán cái đất nền, từ đó họ so sánh đúng không? Đấy, thì họ kết luận được là gì, điều kiện áp lực dưới đáy móng là không thỏa mãn. Đấy. Như vậy là không thỏa mãn thì phải đưa ra gì biện pháp xử lý hoặc là gì, có nhiều cách, ví dụ có thể là tăng chiều rộng móng hoặc là chiều sâu chôn móng vân vân đúng không? Nhưng cái đấy phải phải xét nhé, nếu ví dụ tăng chiều sâu chôn móng, chiều rộng móng quá đà mà cái đất ở trong cái vùng đó mà lại là đất yếu thì chính cái tải trọng đấy sẽ là gây ra cái lún nhiều hơn đấy, cho nên là cái đó nói chung là phải cần phải có kinh nghiệm. Đó thì đó là một cái file tính về cái RTC. Thế ở đây tôi mở cho các anh em tham khảo một cái file tính theo cái trường phái phương Tây, theo cái phương trình TensorFlow, MagicOp hay là Hansen. Thì ở đây các bạn có thể nhập chiều sâu chôn móng, rồi là rung trọng của đất, rồi góc ma sát trong, lực dính C đúng không, chiều rộng móng, rồi là hình dạng của móng, hình móng băng, móng tròn hay là móng vuông vân vân đúng không ạ. Thì tính ra được cái QU, từ QU này chia cho hệ số an toàn thì sẽ ra được QA đúng không ạ. Và tương tự thì cái mây hút này cũng như vậy. Đó. Thì các phái tính này chỉ các anh em, nếu như các anh em mà nào mà cần ấy, thì comment bên dưới video mà tôi gửi email, tôi sẽ gửi cho các anh em để các anh em tham khảo cách người ta tính như thế nào. Ok, thì tôi xin được dừng cái buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay ở đây. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho tôi một like cũng như là chia sẻ kênh, đăng ký kênh để ủng hộ tôi, để tôi có động lực để làm các cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại.